Bệnh nhân nữ nhập viện vào sáng sớm ngày 28 tháng 5 với tình trạng bàn tay đang kẹt trong máy xay thịt. Trước đó, khi đang xay thịt tại nhà, máy bị tắt giữa chừng nên chị đã dùng tay đẩy thịt xuống. Bất ngờ máy quay chạy trở lại, xay luôn cả bàn tay. Tại Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ phải mất tới 45 phút để dùng cưa chuyên dụng cắt máy xay, tháo ra khỏi tay bệnh nhân, cố gắng bảo tồn tối đa phần bàn tay còn lại. Ngay gia đình cái máy các bạn thấy thường thấy cái máy bằng gan á, bằng cái cối xay đó, thì thường là thế này, khi mà cái máy đang xay thì nó gặp cái cục thịt hoặc cục xương gì đó nó vướng lại thì người ta là cái đống ra mình có cái dụng cụ để đẩy vào, thì bệnh nhân lại đưa cái tay đẩy vào. Tại sao? Tại máy nó dừng lại hoàn toàn, bệnh nhân cứ nghĩ là mình đẩy vào xong mình xay tiếp, nhưng khi không ngờ là khi mình đẩy vào thì cái chỗ vướng nó vượt qua chỗ thì cái tay bệnh nhân, các bạn xem mình, các bạn sẽ thấy các ngón tay bệnh nhân nó ra giống như là mình đang xay cái ngón tay ra. Có những ngón tay nó ra, tức là bên này là cái thịt đưa vào thì bên này là thịt đưa ra, đúng không? Thì cái ngón tay bệnh nhân nó đi từ như thế này, thì cho tới lúc mình mổ xong mình cũng không thể tưởng tượng được là cứu được cái bàn tay tới mức độ như vậy. Tại vì các bạn tưởng tượng là nó đã qua một cái giật nát như vậy rồi. Rất may mắn bệnh nhân này là đã cố gắng làm rất nhanh, tại vì nếu các bạn không giải phóng kịp đó thì cái phần còn lại nó tiếp tục nó hồi tử. Cho nên giải phóng rất là nhanh và dùng các cái cưa, mình cưa chuyên dụng, mình cắt rất nhanh và mình cứu được cái phần này cực kỳ quý báu cho bệnh nhân. Mình nhắc lại là từng cm vuông của bàn tay, từng mm vuông bàn tay đều vô cùng quý. Sắp tới khi tình trạng ổn định, bệnh nhân cần tập luyện để sử dụng tối đa phần còn lại của bàn tay phải để phục vụ cho cuộc sống. Các bác sĩ cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp gặp tai nạn lao động bị dập nát tay do không cẩn thận khi sử dụng máy ép nhựa, máy dập nút hoặc có những trường hợp cây kim khâu còn nằm ở trong bàn tay. Các vết thương gây nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, phục hồi. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.